Nghe 8 lời này mỗi tối trước khi đi ngủ có thể thay đổi vận mệnh sống của bạn. Đừng coi thiện lương của người khác là yếu đuối, bởi đó là một loại độ lượng. Đừng coi khoan dung của người khác là nhu nhược, bởi đó là một loại từ bi. Những người phong thái cao không dễ dàng nổi cáu, nhưng không có nghĩa là họ không biết nổi cáu. Người tính khí nhạt nhẽo chỉ tỏ ra hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ không có giới hạn chịu đựng. Tình cảm không thể qua loa lấy lệ, cũng giống như tấm lòng thành không thể bị đem làm trò đùa. Duyên tới không nên khinh nhẹ mà bỏ qua, duyên đi cũng đừng bi lụy mà nuối tiếc. Hãy dùng tình cảm để đáp lại tình cảm, đó mới là tình cảm thật sự. Yêu thương bình đẳng với tất cả mọi người mới thực sự đắc được nhân tâm. Thứ nhất, tùy duyên. Đời người giống như một tách trà, đầy cũng tốt mà vơi cũng được, cần gì phải tranh giành ngược xuôi. Đậm cũng thơm ngon mà nhạt cũng nồng nàn, bởi hữu xạ tự nhiên hương. Nên tự bản thân đã có hương vị rồi, vội cũng vậy mà chậm thì cũng thế. Cớ sao ta cứ phải muộn phiền? Nóng cũng được mà lạnh cũng vậy, bởi tất cả chỉ như một nụ cười thoảng qua. Đời người ta bởi để ý nên mới biết đau khổ, bởi nghi ngờ nên mới thấy tổn thương, bởi biết xem nhẹ nên mới thấy vui vẻ, bởi lãnh đạm nên mới thấy hạnh phúc yêu đời. Mỗi cá nhân khi đến cõi hồng trần đều giống như một vị khách qua đường. Đó rất nhiều sự việc mà bản thân không thể làm chủ được, hà cớ sao cứ phải níu giữ truy cầu. Bởi vậy, xin hãy để mọi thứ tùy duyên. Duyên đến, hãy vui mừng đón nhận. Duyên đi, hãy bình thản bước qua. Thứ hai, khoan dung. Con người sống trên thế gian, không cần việc gì cũng phải thông tỏ rõ ràng. Nước quá trong, nước không có cá. Người quá thông minh, người không có bạn bè. Tranh luận với người nhà, cho dù thắng, nhưng tình thân rạn nứt. Tranh cãi với bạn đời, cho dù thắng, nhưng tình cảm lại nhạt phai. Tranh luận với bạn bè, thắng rồi sẽ mất đi tình nghĩa. Tranh luận là lý, thua là tình, tổn thương là tự bản thân ta. Bản chất đen sẽ mãi mãi là đen, bản chất trắng sẽ mãi mãi là trắng. Thế nên, hãy để thời gian chứng minh cho tất cả. Buông bỏ cố chấp của bản thân, khoan dung độ lượng với mọi người, thì khi hành xử sẽ đắc được nhân tâm. Thêm một phần ôn hòa, thêm một chút ấm áp thì cuộc sống mới thật sự ý nghĩa, mới có thể thấy được sự chói chang của ánh nắng mặt trời. Thứ ba, bần phú. Những người tự hài lòng với bản thân, tự biết đủ, làm vui thì dù ngủ nơi nền đất cũng giống như trong nệm êm chăn ấm. Những người không tự hào, hài lòng với bản thân, không biết thế nào là đủ thì cho dù có đang ở thiên đường cũng lại giống như ở trong địa ngục. Sự phong phú nơi tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Một cuộc sống thanh bần về mặt vật chất vĩnh viễn không ảnh hưởng tới sự giàu có về mặt tinh thần. Biết mình đủ để ung dung tự tại mới thực sự là người giàu có suốt đời. Thứ tư, tính toán. Mang lại lợi ích cho người, đó chính là thể hiện của lòng nhân ái. Người với người luôn có sự tương hỗ qua lại lẫn nhau. Khi bạn nhường người khác một bước, người khác mới có thể kính bạn một đường. Lòng người ta cũng giống như một con đường, càng so đo tính toán sẽ càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở thanh thang. Không nên tính toán với người quân tử, bởi họ sẽ trả lại bạn gấp đôi. Không nên tính toán với kẻ tiểu nhân, bởi họ sẽ gây thêm tai họa. Khoan dung mặc dù là sự nhượng bộ với người khác, nhưng thực tế là mở rộng con đường trong tâm mình. Thứ năm, buông bỏ. Người xưa có câu, buông đi cho nhẹ nỗi lòng, cho tâm thanh tịnh, cho lòng lạc an. Hôm nay dù sự việc xảy ra có long trời lở đất tới mức nào, thì tới ngày mai cũng đều là chuyện nhỏ. Năm nay cho dù sự việc nghiêm trọng tới nhường nào, thì bước sang năm đó chỉ còn là câu chuyện của ngày xa xưa. Cho dù đó là một việc lớn cỡ nào trong kiếp này, tới kiếp sau
cũng chỉ là truyền thuyết của người ta kể lại. Nếu gặp chuyện không thuận lợi trong cuộc sống, cũng giống như trong công việc, đừng quên nhắc nhở bản thân rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Hãy hít một hơi dài bình thản, vì ngày mai trời lại sáng thôi. Thứ sáu, đơn giản. Tâm đơn giản, thế giới sẽ trở nên đơn giản, hạnh phúc sẽ theo đó mà lớn dần. Tâm thái tự do thì cuộc sống cũng tiêu diêu tự tại. Và khi cuộc sống tự tại thì đi tới đâu cũng thấy mọi thứ luôn tươi đẹp. Khi được như ý, hãy coi nó thật nhẹ, đừng đặt nặng trong tâm. Khi không vừa ý, hãy nhìn rộng theo chiều hướng tích cực và không quá đặt nặng áp lực vào nó. Có rất nhiều điều trong cuộc sống là thật sự có thể buông bỏ, chỉ là trong tâm có muốn buông bỏ nó hay không. Hãy để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên. Chỉ có thể buông bỏ nó, coi nhẹ nó, tâm mới được thoải mái. Thứ gì là của mình, ắt sẽ là của mình. Thứ gì không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Hãy tự nhắc nhở bản thân, thêm một chút khoan dung, thêm một chút độ lượng, để vẫy tay và cười chào tạm biệt với những chuyện vui buồn. Chỉ cần nhắm mắt lại, sau một giấc ngủ, tỉnh dậy thì tất cả mọi thứ đều trở thành quá khứ. Thứ bảy, phúc họa. Đời người đôi khi tưởng là họa nhưng kỳ thực lại là phúc. Tưởng là phúc nhưng thực ra lại là họa. Tích đức dù không ai nhìn thấy, nhưng hành thiện đất trời đều thấu tỏ. Một người hành thiện, phúc có thể chưa tới, nhưng họa chắc chắn đã rời xa. Một người hành ác, họa mặc dù chưa tới, nhưng phúc đức đã mất đi rồi. Người làm việc thiện cũng giống như cây cỏ trong vườn xuân. Dù không cao lớn, nhưng theo ngày tháng nó sẽ thêm rậm rạp. Người làm việc ác cũng như lấy đá mài dao, nhìn không thấy tổn thương, nhưng lâu dài thì sẽ có. Phúc họa đều không có cửa, mà xuất tự nội tâm. Nỗi lo sợ khi làm việc ác không phải bởi sự người khác phát hiện, mà ở chính bản thân mình biết nó là ác hay thiện. Hành thiện không phải vì mong đợi được khen từ người khác, mà là để bản thân thấy cao quý trong lòng. Thứ 8, khoảng trống. Khi thành công đắc ý, hãy cho mình một khoảng trống để suy xét, đừng để sự đắc ý làm mê mờ đầu óc. Khi đau khổ, hãy dành một khoảng trống cho sự an ủi, đừng để sự đau khổ làm nghẹt thở tâm hồn. Khi lòng đầy phiền muộn, hãy dành một khoảng trống cho sự vui vẻ, mọi phiền muộn sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nụ cười càng xuất hiện nhiều hơn. Khi cô đơn, hãy dành khoảng trống cho tình hữu nghị, bởi sự chân thành của tình bạn chính là niềm an ủi lớn nhất trong tâm hồn. Hãy cho bản thân một chút khoảng trống để hít thở khí trời, lòng tĩnh lặng sẽ cảm nhận được muôn vàn điều vui. Và tiếp sau đây là 8 việc ai cũng cần làm, càng sớm càng tốt nếu không muốn cuộc đời bị hủy hoại. 1. Kết thúc bất cứ mối quan hệ nào không lành mạnh. Bạn có thể là người bạn nào chỉ đem đến những ảnh hưởng xấu hay không? Nếu có, hãy kết thúc mối quan hệ với những người như thế, đừng lãng phí thời gian vào những người khiến mình chỉ cảm nhận được những điều tồi tệ. Đừng để họ hủy hoại cuộc sống của bạn, càng không được để họ phá tan cuộc đời bạn. Hãy thường xuyên điều chỉnh lại các mối quan hệ bạn bè, điều chỉnh quan hệ xã giao của mình cho một cách phù hợp nhất. Một nhà văn nào đó đã từng nói rằng, bạn bè giống như rượu vang vậy. Nếu ở bên nhau càng lâu càng thấy chua, người đó không phải là bạn thực sự. Và chẳng thà, ta hãy rẽ sang một hướng khác để có cuộc sống và thế giới của riêng mình. 2. Bố trí sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc. Khi bạn có rất nhiều công việc quan trọng phải làm trong ngày, việc quan trọng nhất là bạn phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng. Bạn nên hoàn thành nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất, đồng thời không nên để những yếu tố dễ gây phản tán, một sự tập trung như mạng xã hội, email hay điện thoại ảnh hưởng đến mình. Nếu cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, hãy nghỉ ngơi hoặc chớp mắt một lát. Điều này sẽ giúp bạn tự duy thông suốt hơn, vẫn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 3. Quản lý tốt thời gian của bạn. Một trong những cách nắm bắt thời gian tốt nhất
chính là quản lý thời gian của bạn một cách thỏa đáng nhất. Bất luận bạn muốn làm việc gì đó, hãy lên kế hoạch trước một ngày để vạch ra từng bước cũng như lộ trình. Việc này sẽ đem đến hiệu quả làm việc rất cao. 4. Chấm dứt hiện tượng trì hoãn, lề mề. Rất nhiều người hiện nay có thói quen trì hoãn, lề mề. Họ bỏ ra rất nhiều thời gian vào những việc không cần thiết, cuối cùng dẫn đến kết quả là việc thực sự cần thiết lại không có thời gian để làm. Trì hoãn, lề mề khiến người khác cảm thấy khó chịu và chán nản, đồng thời cũng làm lãng phí rất nhiều thời gian của chính bạn. Muốn tận dụng thời gian, không muốn sinh mệnh bị đánh cắp, hãy nhanh chóng tạm biệt thói quen xấu này. 5. Sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả. Khi bạn rảnh rỗi, đừng đốt thời gian vào việc xem TV hay lên mạng. Hãy sử dụng quỹ thời gian đó cho người thân, bạn bè của mình hoặc đọc sách, làm giàu vốn kiến thức cho bản thân. Đời người có rất nhiều việc đáng để chúng ta làm, vì thế hãy đừng lãng phí thời gian quý báu vào những việc vô bổ. 6. Không làm những việc mình không thích. Nếu bạn đang chán ngán công việc mình đang làm, bạn đang đánh mất thời gian của mình một cách vô ích. Nhảy việc không hẳn là một việc làm xấu, bởi trong trường hợp này, dù bạn nhảy hay ở lại đều tồn tại mạo hiểm. Nếu bạn không muốn tụ tập, không ai có thể ép bạn. Nếu bạn không muốn giữ một công việc không thích, đó là lựa chọn của bạn. Cuộc đời của mỗi con người đó là dài, nhưng cũng không dài. Đó là ngắn, nhưng cũng không ngắn. Quan trọng là việc bạn chọn để làm đã khiến cho bạn cảm thấy đáng làm hay không. 7. Đảm bảo ngủ đủ giấc. Đừng cho rằng ngủ một ngày 7 đến 8 tiếng là lãng phí thời gian. Ngủ không đủ hoặc thức khuya là một thói quen đáng sợ. Nó có thể hủy hoại sức khỏe của bạn. Nếu muốn nắm bắt thời gian, hãy hình thành thói quen tốt là đi ngủ sớm và dậy sớm. Việc này sẽ cho phép bạn có nhiều thời gian để làm nhiều việc và làm một cách hiệu quả. 8. Thiết lập những mục tiêu có thể thực hiện. Mục tiêu quá lớn sẽ xa rời thực tế. Mục tiêu mà bạn cần, đó là thứ có thể thực hiện được. Nếu như mục tiêu của bạn rất lớn, hãy chia nhỏ chúng ra và hoàn thành từng phần, như thế sẽ dễ dàng hơn. Khi mục tiêu của bạn quá lớn, bạn sẽ cảm thấy bất lực và buông xuôi. Nhưng nếu có thể thực hiện từng mục tiêu nhỏ, nó sẽ giúp bạn tích lũy niềm tin, giúp bạn thực hiện được mục tiêu của riêng bạn.